Em không ngủ được. Châu Sinh Thần, anh nói chuyện với em thêm lúc nữa đi. Giáo sư Châu Sinh ơi, thầy Châu Sinh ơi, Châu Sinh Thần, nhanh thế đã ngủ rồi à? Sao em xuống giường vậy? Em không ôm anh thì không ngủ được. Quay về giường ngủ đi. Em muốn ngủ ở đây thôi. Được rồi. Ngủ ngon. Ngủ ngon.